chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không anh? Yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai, dễ thương và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi anh ơi, yêu em nhé. Nay con đi lấy vợ. Cầu xin vui phát tổ. Cầu xin vui phát tổ. Đặt trang. Đặt trang. Chính giám hôn lễ này.
Gái chúng tôi xin đón tiếp nhà trai à, xin mời nhà trai vào à. Con người
nam là gái, tôi đại diện của đoàn thanh. Hôm nay là đoàn làm rất tốt, chúng tôi đến đây xin được cầu hôn. Cuộc sống này chúng tôi xin bà Bảo Lê, sinh viên của con gái cũng về đầu chân mình. Thì chúng ta xin tổ chức cho trẻ được trong hạnh phúc. Nếu con có gì tai nạn thì xin mời quý vị cho chúng tôi đọc. Xin tiếp lời của nhà trai và nhà gái của chúng tôi rất là vui được đón tiếp nhà trai. Cũng xin báo cáo là chúng tôi có 6 ông bà, chúng tôi gồm có trầu cao thì chủ bên cạnh đã đến ngọt và cũng có đại quan. Nhà trai đem đến thì nhà gái chúng tôi xin nhận Dạ, xin mời nhà trai dở quả. Dạ, bẻ quả. Mong người nào đại diện lên dở quả. Mong dở. Dở thẳng luôn. Hạnh phúc lứa đôi yêu thương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, thăm thăm kiến bài kiến rất là vui. Rất mừng cho hai con trong năm hành tốt nha. Không phải là này rượu này ngọt. Ba hai. Đây là bà hai. Và đây là dì hai của cô dâu. Không phải có lợp lạc. Làm hết vậy nha. Chuẩn bị đi chết trong năm hạnh phúc nha. Rầm rầm chả anh đã. Nó làm việc. Làm cản luôn mình. Rồi sẵn đây thì ông bà cô bác trao quà cho con luôn. Con bảy. Mình gái một đại đội. Ví dụ chạy đồng đồng đồng. Năm chơi sụt luôn. Rồi, có bảy với mỗi bạn. Chơi hết luôn. Đúng rồi là chết em. Cậu bảy. Nói gì đi. Ủa, rồi, hai chồng tốt. Rồi. Cậu mở ba là hút chó. Tới ai cậu mở ba? Mở ba đi. Đã là uống rượu rồi. Uống rượu rồi nhưng mà mỗi lần mời rượu có, mỗi lần mời rượu này đó. Okay. Cái này là cậu, cái này của cậu mở ba cho tụi con. Cái này là của Úc Thị. Cái này là của chị Kiều. Cho tụi con, chúc tụi con trong năm hạnh phúc. Và sống với nhau được rất là hạnh phúc. Và chị ạ. Ok. Cái này là... cái đó là mở thay thế toàn bộ quốc. Ok rồi xong. Ông Chính giới thiệu chị em với bà con vậy thôi. Rồi bây giờ tới giới thiệu các chị ha. Giờ cô bác giới thiệu rồi. Giờ các chị, các chị đâu? Cái này cà gì? Đây là cái bộ thứ hai đó. Rồi, chị hai. Ông Chính. Chị hai của bạn gì rũa của cô dâu. Tao giới thiệu cho rõ rồi đó. Cô cậu. Bao gồm hết đi. Nào, Hiếu nó nè. Tới Lem. Thảo My. Con của chị Út, của cô dâu. Đó, rồi còn ta nữa. Chứ lẽ cậu em là con tay bà con thân thích. Đây là bà con thân thích và bà con thân quyến. Rồi, giờ phần giới thiệu của nhà gái xong. Rồi, xin mời nhường lời lại cho nhà trai đi. Giới thiệu với nhà trai là con này. Con mặn khép đại diện người lớn. Đây là má của chú rể. Đây là má của chú rể. Là cũng là dì thứ 6. Mẹ con là dì thứ 2. Dì thứ 2 là Bảo kêu là dì. Là ba con để em gái của Bảo. Vậy thôi, dạ con nhiêu đó. Chú là con mà con của anh của chú. Dạ. Dạ. Anh cơ sở. Dạ, chúc mừng. Ra ngoài giờ đi chợ với thằng nha. Em biết đã yêu nhau sẽ yêu dài lâu. Em
em yêu anh không nói nên lời, em yêu anh như gió yêu cơn mưa trong nắng hè rơi, trong nắng hè rơi kỷ niệm đó sẽ đâu phai tàn, hạnh phúc đó đừng như khói sương tan trong hư vô, tình yêu xanh màu xanh ước mơ. Thank you.
Kính thưa mẹ, con chấp nhận lấy anh Bảo làm chồng. Đang đặt tên của đây, con xin hứa làm tròn bổn phận cho con và đối xử tốt đẹp với bà con bên chồng trong cuộc sống. Nếu con có làm gì sai sót, xin mẹ chứng nhà dạy dỗ, con cố gắng sửa đổi, làm cho mẹ vui lòng. Rồi sắp bài ra. Kính thưa quý vị, giờ hôm lễ tới đây coi như là đầm đủ. Rồi bây giờ chúng ta có chút niềm vui nha. Là bây giờ ai quay phim chụp hình chuẩn bị dỗ cầu cô dâu. Đây là chú để không có dâu các bạn. Cũng lên nào lên vỗ tay. Anh hát.
em. Mình thắp lên ngọn nến tình yêu, như đôi ta mãi mãi gần nhau. Đêm hôm nay tay trong tay đắm say. Và này em, con tim sẽ đắm đuối từ đây, yêu nhau đến khi mặt trời ngừng quay, trái đất ngừng xoay, cho nhau hết những vui say cuộc đời này. Hồn nhiên đời ta đẹp khúc tình ca, nhẹ bay theo dải ngân hà, màn đêm buông xuống chẳng sao đợi chờ, giấc mơ thắm thiết từ đây và tình yêu ấy xanh hơn mây trời. Người yêu ơi đã cho nhau rồi, tuổi xanh có hết tình vẫn. Thank you.
Chúa cùng anh chị em.
Giêsu nói mẹ, thưa bà, chuyện đó liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói đến người giúp việc, người bỏ đi các anh cứ làm theo. Ở đó sau chúng ta được một việc thành thái của người Do Thái, của chương đình đường hai và ba phụ nữ, Chúa Giêsu bảo họ hãy đổ nước này vào chương và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ bây giờ hãy cùng đem cho người bỏ tiền và họ đã đem đi. Khi người bỏ tiền đến thử đứng ra họ thì điều ông không biết từ đâu ra. Còn những người nước thì biết người bỏ tiền mới gọi tân lân là đó. Ai ai cũng tiếp cũng đề cũng đạt được con chữ và khi khách đã đàn nhà thì mới đem điều sợ hơn. Còn anh hãy giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên là những đại sứ tại Cana xứ Galilea và đã tỏ biết bao người và các vấn đề đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Lần nữa xin được chào mừng chào đón tất cả mọi người đến buổi thánh nhật này tham dự lễ cầu phối cho dân em và hòa bảo. Trước lễ tôi có hỏi dân em đó là dân em thì chắc có lẽ dân chị, thì dân em nói có các dân chị. Và nhân em nói với tôi là con nó run, cho nên nếu mà có quên được gì thì xin trả nặng cho con. Suốt từ nãy giờ chả chưa thấy nhân em run chút nào cả và thấy rất là dõng dạc khi tuyên bố lời Chúa ngày hôm nay. Và lời Chúa ngày hôm nay thì nhân em đọc được trích từ sách Luca cả, điều đó nói rằng phúc cho người chồng người vợ thiệt hảo vì tuổi thọ của ông sẽ tăng gấp đôi. Cha hỏi hoàng bảo là dân em tuổi hảo trong cơ mắt của hoàng bảo giờ có kể thì như vậy thì tuổi thọ của hoàng bảo sẽ được tăng gấp đôi. Tuy nhiên để tiếp tục có được điều đó trong cuộc sống, để tiếp tục hai người sẽ tiếp tục nhìn vào nhau để thấy mình là những người tuyệt hảo thì chắc chắn cần có ơn của Chúa. Khi đã có ơn của Chúa thì hoàng bảo đi dân em cũng sẽ mang ra thực hành lời của thánh Phaolô tông đồ khi gửi cho tín hữu thánh để phê sâu trong bài đọc hai ngày hôm nay cũng được nhắc nhở là người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức Giêsu Kitô đã yêu thương hội thánh. Đức Giêsu Kitô đã yêu thương hội thánh như thế nào? Chúng ta hãy ngẩng đầu lên và nhìn lên thập tự giá. Đức Giêsu Kitô đã yêu thương hội thánh nên đã hiến dâng cả mạng sống mình cho hội thánh. Đó là cả người chúng ta ngã chết để cứu người chúng ta được sống. Và nếu người này có hỏi hoàng bảo là có sẵn sàng chết cho dân em không? Dạ có, rất là nhẹ nhàng. Hỏi dân em thì chắc dân em trả lời. Dạ có, nhưng mà hơi từ từ. Còn như hoàng bảo, điều đó có nghĩa là hoàng bảo của dân em không có thể trao cho nhau chỉ cái mạng sống. Nhưng để được như thế thì chắc chắn hoàng bảo nguyên nhân này và tất cả mọi người chúng ta phải sự liên kết mật thiết với Đức Giêsu Kitô, với đời sống và nghề của người chúng ta, để rồi chúng ta có thể nhanh nhẹn những cái hoàng bảo trên em và sẵn sàng trao cái mạng sống của mình cho những người khác. Trao mạng sống mình cho những người khác đây không phải là
xác này chết đi mạng sống của chúng ta cho đến bây giờ. Nhưng trong cái mạng sống của chúng ta đã trao sự yêu thương, sự hy sinh, sự phục vụ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hoàn toàn chính em để làm được như thế thì chắc chắn phải có cái sự kỳ cầu hiện diện cách rõ ràng trong cuộc đời của chính em và hoàn toàn. Để rồi sức mạnh của Chúa, để rồi tâm sống của Chúa sẽ giúp cho hoàn toàn và chính em mãi mãi hạnh phúc với nhau. Và khi nó có ơn Thiên Chúa thì hai người dễ dàng chấp nhận nhau, hai người cũng dễ dàng bị tha thứ cho nhau, hai người cũng dễ dàng hy sinh cuộc sống, hy sinh những điều đôi khi làm cho chúng ta phải khó chịu cái nào đó, chúng ta phải hy sinh. Để rồi cái tình yêu của hai người sẽ được Thiên Chúa tiếp tục chúc lành hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Chắc không biết những bài đọc hôm nay như đoạn 1, bài đọc 2 cũng đã phù hợp. Không biết có phải là nhân viên hoàn toàn đã chọn này. Nhưng những bài đọc hôm nay rất là ý nghĩa. Ý nghĩa cho tất cả mọi người chúng ta, và nhất là ý nghĩa cho những người sống trong đời sống, hôn nhân, đời sống của gia đình. Và nhất là khi Đức Mẹ được mời đến tham dự tiệc cưới của Đức Giêsu Kitô và các thánh mẹ của Ngài là Anna xứ Galilea, và sự quan tâm tế nhị của Đức Mẹ đã nhìn ra sự bối rối của tâm hồn mẹ đang đau, và Đức Mẹ đã can thiệp vào đời sống của tâm hồn này đến độ mà Đức Mẹ biết những gì Đức Giêsu Kitô sẽ làm, sẽ lắng nghe lời mẹ. Cho nên Đức Mẹ chỉ để nói với Đức Giêsu Kitô, họ hết việc rồi. Đức Mẹ chẳng cần phải nói, con là con, mẹ muốn xin con, mẹ muốn có phải làm cái điều gì đó cho đứa con hôm nay. Vì mẹ thấy thương họ, mẹ thấy tội nghiệp họ, mẹ thấy họ đang cần cái sự giúp đỡ. Đức Mẹ không cần nói những lời dài dòng trong tâm như thế. Đức Mẹ chỉ nói một lời với Giêsu Kitô, họ hết rượu rồi, muốn chết, họ hết rượu rồi. Chúng ta thấy như thế nào? Giêsu Kitô đã trả lời với Đức Mẹ như thế nào? Mà với tôi có cảm điều gì đâu? Bây giờ tôi chưa đến. Chúng ta thấy cái bình thường để cho chúng ta, người mẹ chúng ta đến nói cái gì đó của chúng ta thì chúng ta trả lời mẹ rất là sợ hãi, bà với tôi cảm thấy gì đâu, cảm thiệp vào cái chuyện này hay bà với tôi là gì để phải gây nên điều phức tạp trong cuộc sống để cho tôi. Nhưng không, Đức Mẹ khi đã nghe cái lời của Đức Giêsu Kitô, Đức Mẹ để ở trong lòng. Và rồi Đức Mẹ đã làm gì? Đức Mẹ để nói với chúng gia nhân, Ngài bảo gì các anh hãy làm như vậy. Và chúng ta thấy việc làm được xảy ra. Để cảnh hôm đó, Đức Tân Hôn đã có rất nhiều việc và việc ngon làm cho cái tiền của họ được tốt đẹp hơn, cho mọi người được vui vẻ hơn. Để cho cuộc đời của hoàng bảo và dân em cũng thế. Một lúc nào đó hai người cũng sẽ thiếu rượu và đôi khi cũng hết rượu. Rượu đây cũng là rượu đỏ hay rượu vang, rượu nhỏ hay rượu mặn nào đó trong đời sống của gia đình. Lúc chúng ta muốn cái thứ rượu đó để vui với bạn bè, với người thân thương, không phải điều đó, những thứ đó mà thiếu thì chúng ta có thể đi ra nhà hàng mua dễ dàng. Nhưng đôi khi trong đời sống hàng ngày chúng ta thiếu rượu, rượu tình yêu, rượu thông cảm.
rượu tình yêu, rượu hy sinh, rượu chấp nhận, rượu tha thứ trong đời sống hôn nhân của anh. Và chắc chắn được những thứ rượu đó đầy tràn trong cuộc đời của hoàng bảo và nhân đẹp, thì chắc chắn cuộc sống của hai người sẽ được tươi vui, chắc chắn cuộc sống của hai người sẽ được thiện chúa chúc phúc, và chắc chắn là cuộc đời cuộc sống của nhân đẹp sẽ tiếp tục hoàn hảo, để rồi hoàng bảo sẽ sống lâu trong tuổi trong đời sống của nhân với thân đẹp này. Xin thiên chúa chúng mình cho hoàng bảo và thân đẹp để hai người mãn mãn hạnh phúc yêu nhau trong sự yêu thương, sự quan phòng của đức mẹ, của sự kỳ vọng trong đời sống của nhân hai người. Cho xin chúc mừng đến hoàng bảo và thân đẹp mãn mãn. Thế đây xin kính mời hoàng bảo lên đây tất cả cùng nhau cầu nguyện. Hai người làm chứng như mẹ và con cảm nhận chúng ta tiến hành này để chúng ta tiếp tục để ủng hộ hoàng bảo và thân đẹp. Đây là hoàng bảo và hoàng bảo và thân đẹp các bạn thân mến. Hôm nay đây các con đã đến nhà thờ này để kết hôn các con trước một mộ và một ánh dấu hình thành trước mặt cho tất nhiên của thánh và cộng đoàn. Đức Kitô đã cầm tay ban phúc lành cho tình yêu phú phụ của các con và dùng cái tình đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi trung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng cái tình thế tài và thể hiện các con. Bởi vậy trước mặt của thánh trao họ các con cái ý định của hai con. Andrew, đây là hoàng bảo và Maria, thân thiện nhân em. Các con đến đây kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và nuôi dưỡng chúng theo lời Đức Kitô và Hội Thánh không? Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập mối hôn nhân thánh thiện, các con hãy quay mặt vào nhau, cầm tay nhau và nói lên sự tuyệt thuật của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Vâng. Andrew, Lê Đặng Hoàng Bảo, nhận em Maria Huỳnh Thị Dân em làm vợ của anh, hứa với lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Maria Huỳnh Thị Dân em nhận Andrew Lê Hoàng Bảo làm chồng và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày và suốt đời em. Xin Chúa tự lòng nhân hậu chọn y sự Phật các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa cương độ phục lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta trông cùng Chúa, ta ơn Chúa. Chính nhân này các con sắp trao cho nhau là biểu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen.
Em Maria Huỳnh Thị Dân Em, xin em những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Anh Kiêu Lê Hoàng Bảo xin năm hãy nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng chỉ làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Giờ đây xin đại diện cho hội thánh, cộng đồng dân Chúa và chính quyền của tiểu bang Texas xin tuyên bố đội tân hôn Hoàng Bảo và Nhân Em đã chính thức trở thành một gia đình mới trong giáo hội Công giáo và xã hội. Xin tất cả chào đón hai anh chị bằng tràng pháo tay. Anh chị em thân mến, chúng ta cầu nguyện cho gia đình mỗi ngày và Hoàng Bảo và Nhân Em để vợ chồng mỗi ngày thương yêu nhau hơn. Đồng thời xin Chúa tổ chức nhân hậu và nâng đỡ mọi gia đình trên thế giới. Cầu cho những người vừa kết hôn đang hiện diện nơi đây và cho gia đình họ được mọi sự tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho thân quyến và bạn bè của đôi tân hôn cũng như tất cả những người đã giúp đỡ họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào hôn nhân và cho tất cả những người Chúa gọi theo phận sống khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho mọi gia đình trên thế giới và cho nền hòa bình giữa các dân tộc được bền vững. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho giáo hội là dân thánh của Chúa và cho sự hợp nhất mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con khi Hoàng Bảo và Nhân Em kết hợp với nhau và bên tích hồn phối. Xin Chúa nhận lời chúng con khẩn cầu và ban tràn đầy thánh thần cho xuống trên chúng con. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. You.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ mọi thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh của người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu và cái mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dân để cầu cho các tôi tớ Chúa là Andrew Lê Mạnh Hoàng Bảo và Maria Huỳnh Thị Dân Em. Chúa đã được Chúa liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiện, ước chi nhờ các mầu nhiệm này họ được bền vững trong tình yêu thương và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính Cha. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân và Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của người sẽ được chung phận thần tinh với người và đồng thân dự vào vinh quang của người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô về lòng từ ai vô biên đang quảng đại ban ân sủng. Để điều mà Bí Tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở cho chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng
con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
I gotta say,
There's no way to measure what your love is worth. I can't believe the way you get through to me. It's in the way. It's in the world.